Vâng, em Toàn chào cả nhà nhé. Nay em Toàn quay cho cả nhà xem một khúc trầm vừa mới xong thành phẩm. Đó, nguyên một trụ nha cả nhà nha. Đây, đây là nguyên một trụ. Đó, em Toàn vừa mới tỉa xong. À, có bác nghệ nhân này vừa mới tỉa này. Đó, cây này được tỉa trong vòng 5 ngày nha cả nhà. Đó, tại vì mình làm hàng sạch này thì mình tỉa rất là lâu và kỹ lưỡng. Từng chi tiết một để cho cả nhà xem cái lớp dầu của nó ha. Đó. Lớp dầu rất là đẹp luôn cả nhà nha. Cực kỳ là đẹp. Đây là lớp dầu rin hoàn toàn. Không có gọi là phù phép bất kỳ một cái nào luôn. Đấy, đây là cây một cái cây em Toàn để cho cả nhà xem bên chế phẩm em làm đó. Thì nó ra chất lượng dầu như thế nào. Đây nó bám tóc nha cả nhà nha. Làm sạch thêm tí thì nó ra lớp này, nhưng mà mình để cho nó có cái màu sắc nó hài hòa hơn. Đó. Này cả nhà thấy không? Cây này á là cái phần khúc trên của nó, cho nên là khúc này không có lỗ khoan nha cả nhà nha. Hoàn toàn là không có lỗ khoan luôn. Đấy, nó ăn dạng là nó bông bông này, cũng rất là đẹp. Thơm sống nha cả nhà nha. Khúc này thì rất thơm. Thơm sống. Đây, lớp dầu của nó này cả nhà này. Cả nhà thấy sắp xong rồi nè. Rồi đó, gốc là cả nhà thấy nó ánh lên giá màu xanh xanh không, rất là đẹp, thơm phức luôn đó. Đây đó, cây này thì hoàn toàn không có lỗ khoan ha. Đây, cả nhà xem lớp dầu đây đó, em Toàn quay sát rồi nè cả nhà thấy đó, lớp dầu của nó này dầu đỏ mà dính tay luôn nha cả nhà nha. Mình cầm này, mình xà này là dính tay luôn ha. Dầu là nhiều lắm, rất nhiều dầu. Ra xa tổng thể mọi người xem cái chăm này. Đó. Đây cả nhà thấy không ạ? Đây em Toàn làm một cây là được 3 khúc như thế này ha. Khúc này là khúc phần giữa, còn khúc dưới một khúc dưới là cũng dài. Khúc dưới em Toàn đang để trong kia kìa. Đó. Còn khúc này là khúc giữa và một khúc trên ngọn nữa ha. Khúc trên ngọn thì nó nhỏ, em Toàn cắt ra từng khúc làm cho nhanh để làm hạt. Còn khúc này thì ở giữa nó đẹp và không hề có một lỗ khoan nào nha cả nhà nha. Đó. Cây rất to ha, vanh của nó cũng cỡ tầm hơn 30 rồi. Đó, vanh cây trầm này cũng hơn 30. Đây tay em Toàn đang ôm vào đây. Đó. 30, hơn 30 nha. Thơm lắm, đứng đây ngửi là thơm phức mùi. Rất là thơm luôn, cực kỳ. Dầu đỏ, lớp dầu đỏ đẹp. Cây này mình có thể để trong nhà trưng phong thủy, rất đẹp ha cả nhà ha. Đó. Đó, một cây trầm. Cây này gọi là không có một lỗ khoan nào. Đó. Và nhìn cây trầm từ trên xuống dưới rất đẹp. Đó, lớp da này cả nhà xem, rất đen ha. Đó, đây là một cái sản phẩm em Toàn vừa mới làm xong. Máy này thì em Toàn đang lo làm công việc thu cây rồi giao hàng, cho nên là cũng ít đăng được làm được nhiều video cho cả nhà. Hôm nay thì thấy cây này đẹp quá, cho nên là đăng lên cho mọi người xem để mà mọi người biết được những cây này em Toàn đang làm đây. Nhìn nhà ha, những cây này cũng rất là đen này, em Toàn đang cho thợ là tỉa ra đây. Đấy, lớp dầu đó. Rất là đen đẹp. Rồi, em Toàn chào cả nhà nhé. Và cả nhà có nhu cầu mua các loại trầm hương, các loại thì cứ liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại 037 581 7560 nha. Đó, em Toàn sẽ tư vấn thêm cho cả nhà. Rồi, các em Toàn chào cả nhà nhé. Em Toàn tiếp khách tí. Rồi, chào cả nhà.